Thưa quý vị và các bạn, vài năm gần đây, thuốc lá điện tử ngày càng phổ biến trên thị trường, thu hút giới trẻ. Theo kết quả điều tra của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở 34 tỉnh thành phố năm 2020 là cứ 1.000 em thì có 36 học sinh hút. Trong đó, tỷ lệ ở các lớp từ lớp 8 đến lớp 12 tại Hà Nội là cứ 1.000 em có khoảng 90 em hút thuốc lá điện tử. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh các thế hệ tương lai của đất nước cũng như các nhà quản lý cần ngăn chặn sự xâm nhập của sản phẩm này. Phóng sự thực hiện nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5. 5 năm trước, khi còn đang học lớp 8, nam sinh này đã được bạn bè rủ rê thử hút thuốc lá điện tử với lời quảng cáo thuốc lá điện tử không độc hại, hương vị thơm ngon và sẽ đem lại cảm giác kích thích. Vì tò mò, em đã thử và sử dụng thuốc lá điện tử một thời gian. Bị các bạn rủ rê và cũng tuổi trẻ nên là cũng muốn thử cho biết. Và em đã sử dụng thuốc lá điện tử từ khi đó. Mua từ người quen bán lại. Ban đầu hút thì cảm giác sẽ hơi khó chịu và buồn nôn. Dần dần quen rồi thì cảm giác sướng. Theo được biết, hút một hơi thuốc lá điện tử nó độc hơn một điếu thuốc lá. Biết được điều đó và em đã dừng lại không sử dụng nữa. Thuốc lá điện tử đang được các công ty đa quốc gia trong ngành sản xuất, kinh doanh thuốc lá dùng mọi chiêu trò để nhắm đến giới trẻ. Giá thành vừa phải, mẫu mã đa dạng với gần 20 vị như táo, dâu, vani, cà phê cùng hình dáng bắt mắt, tiện dụng là những yếu tố đưa các thanh thiếu niên vào sản phẩm độc hại này. Nguy hiểm hơn, mặt hàng này đã và đang xâm nhập vào nhiều trường học gây ảnh hưởng xấu với hành vi lối sống sức khỏe của học sinh tuổi vị thành niên. Em đã từng chứng kiến các bạn hút thuốc lá điện tử thì em thường hay bắt gặp các bạn hút ở ngoài đường hoặc là ở những chỗ mà tụ tập đông được như là ở quảng trường hay là ở chỗ đảo cò của Hưng Yên ạ. Gặp được cái cảnh đấy thì em cảm thấy rất là thất vọng với các bạn vì mình mới độ tuổi 17-18 tuổi thôi ạ. Mình tiếp xúc với cái đấy quá sớm xong rồi kiểu bị xa lầy vào nó ạ, ảnh hưởng đến chính sức khỏe của bản thân và người khác. Mặc dù hiện nay các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, song giới trẻ vẫn dễ dàng mua được hàng nhập lậu. Đầu tháng 5 vừa qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành giám sát tiêu hủy trên 1.000 sản phẩm máy hút thuốc lá điện tử và tinh dầu các loại đều là hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc tại 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn các huyện Khoái Châu, Văn Giang và thị xã Mỹ Hào. Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên cũng đã kiểm tra đột xuất và phát hiện tại cửa hàng Phoenix Post, xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ bày bán hơn 260 lọ tinh dầu dùng cho máy hút thuốc lá điện tử. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì trong thuốc lá điện tử thì có chứa thành phần nicotine và trong các khói thuốc lá điện tử thì chứa rất là nhiều các thành phần hóa học khác cho nên là dễ gây đến cái tình trạng là ung thư. Đặc biệt nữa là cái thuốc lá điện tử này thì sẽ là gây ra cái tình trạng về lão bộ, làm suy giảm trí nhớ và giảm các cơ đoan thần kinh ở lão. Đầu vào của trường thì sẽ có một số bạn cũng hút thuốc lá, thì nhà trường cũng nắm bắt được việc đấy và tuyên truyền vận động các em. Bên cạnh đấy, nhà trường cũng mong muốn là kết hợp với quý phụ huynh, bởi vì cái thời gian ở trường và thời gian ở nhà thì nó song song bên cạnh nhau, thì nó sẽ hình thành cái thói quen tốt cho các em. Trước những tác hại của thuốc lá thế hệ mới với sức khỏe người dân, đặc biệt là giới trẻ, Bộ Y tế cùng một số bộ ngành đã nghiên cứu đề xuất Chính phủ và Quốc hội cấm sử dụng và nhập khẩu sử dụng. Bên cạnh đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa bố mẹ và nhà trường, sự vào cuộc sát sao của lực lượng chức năng để từng bước giảm thiểu, chấm dứt tình trạng thanh thiếu niên học sinh hút thuốc lá điện tử. Qua đó, xây dựng một thế hệ thanh thiếu niên khỏe mạnh và trở thành nhân tố tương lai góp phần vào sự phát triển của xã hội, đất nước.